Rồi rồi quay rồi đó. Rồi thì gõ khu đi. Chào mọi người, đây là Thanh nha. Gõ cốc 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 này nó nghe bể bể chưa? Rồi. Rồi. Vậy Đó, thôi, được rồi. đó. Rồi mình rót ra. Mẹ đây. Hai bảy 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 cái này nó quay ngược lại đây. Trời đất ơi, người ta đã thiết kế như vậy rồi mà còn chết ra lâu quá nó rượu luôn. Em quay nó cẩn sao thận thì nha. đăng về nhà thầy lòng tí thì đăng lên YouTube là được rồi. Đăng ký YouTube của Hồ thầy nha. Dạ. Con có coi mà. À. Rồi mời thầy thưởng thức đầu tiên. À, đây là rượu nếp Ống Tre nha mọi người, nhớ là nếu mà có nhu cầu hay nhà có đám tiệc xin mọi người liên hệ đến thầy Thanh hoặc là số điện thoại có trên trang Zalo của thầy Thanh á. Rượu này là bây giờ học trò của thầy Thanh á, là mới mở công ty, bây giờ đang tiếp thị và phát triển nó trên, giới thiệu trên thị trường, và thầy Thanh hôm nay đóng vai trò là marketing, đi giới thiệu rượu khắp nơi vậy đó, giống như đại sứ thiên hậu gì đại sứ gì ta, thương hiệu. thương hiệu rượu cây Việt nhưng mà. Rồi nâng ly mọi người ơi, hết luôn, uống hết ngon ly ngon luôn, uống ngon. Hết ly luôn mới Chủ nhà đi, chủ nhà đi. Rồi xin mời chủ nhà. Ngon chứ. Ai rồi mọi rót người nhắc cái mời, gì cũng rót hay mời đúng không bác. ha. Rồi rót mời ba của anh Vương nào. Thế con rồi chút chiều chiều rảnh rảnh thì chỉnh lại thì đăng lên YouTube được mà. Đây, Ba xin nhiêu mời bác. thứ Dạ hoa nè, giao con cho vợ đi. Wow, đã. À quên quên rồi, cho tới nghĩa chứ, vừa ẩm vừa thử được luôn hòa ơi. Đây đó thôi. Đây cho nó đang gà đi. Được. Rồi, mời bạn Nghĩa. Trước thì hơn thì ổng có đem cho đủ. Ai cho cái cảm nhận cái nào? Quá tuyệt vời. Vị vị nó sao? Nó ngọt ngào không? Được, cay cay rồi nó ngon ạ. Ba sáu độ, đá. 36 độ. Ok. Vị nó như thế nào thầy? Chắc xin miễn bàn luận đi, nói ok chung chỉ dùng hai từ thôi. Ok ok rồi qua lại. Đây mời anh mày ốp lạnh mà em, cái này có mùi của nhân sở linh chi đóng cái gì đúng rồi, uống như rượu thì uống cái gì.